Cái khoảng gà đang lớn mình học hỏi nha. Tay đúng mắt vậy. Là về sốt ở đây ngon thật. Không hổ danh với câu slogan da giòn đậm vị, Otoke Chicken từ bây giờ sẽ là cái quán gà rán ngon nhất lòng tôi nha. Tính ra là giá chỉ có 13k một cái khi mà mua trong combo này ha. Liệu mọi người có dám thử? Cái vỏ siêu giòn. Vị mà mình đang ăn đây là sốt tiêu đen với cái vị tiêu đen nồng nhưng mà không quá cay. Lớp vỏ bên ngoài thì mình không cần nói thêm rồi, ăn 4 cái thì 4 cái đều giòn ha. Sốt mè đen. Và nó là sốt mè đen vậy thôi chứ vị sẽ khá giống sốt tiêu đen ha. Chỉ là không có vị tiêu và thay vào đó là lớp mè đen được rắc lên trên, có thêm một độ bùi bùi nữa. Mình nói ở đây không phải là điêu đâu nhưng mà vị ở đây rất là ngon. Đậm đà vừa phải, da giòn nhưng mà thịt bên trong vẫn còn mỏng nước. Nhìn hấp dẫn, siêu hấp dẫn luôn. Riêng về cái sốt tỏi đậu là sẽ đậm đà hơn hai vị kia ha. Thơm nhẹ vị tỏi. Sốt phô mai béo. Nhẹ nhẹ thôi. Ai mà xem được tới đây thì chúc mừng mọi người ha, mua 3 mà được 6 luôn. 2 gà một nước tặng 2 gà một nước. Về cái vị sốt thì tùy mọi người chọn ha, như là sốt cay, sốt tỏi đậu, tiêu đen hay là phô mai. Gà rán ngon chưa đủ hay sao mà đến cả khoai tây chiên cũng ngon nữa. Một phần to như này mà giá chỉ 39k thôi. Mọi người ơi, nó siêu nhiều rong biển luôn, mặn mặn ngọt ngọt 10 điểm. Tốt quá kia, chả cá này thì phải nói là da dẻo thơm ngon đến miếng cuối cùng. Quán giá học sinh nhưng mà bán chất lượng quá. Nhưng mà hai cái búp đinh dứa với lại sô cô la này thì chắc là ít điểm nha. Mịn nhưng mà hơi ngọt một xíu ạ. À.